Đầu tiên thì chúng ta đi giải cái câu 1 của đề thi này. Thì câu 1A bắt chúng ta phải đi tìm cái các phần tử thuộc dòng 2 của cái ma trận tích 2BA phẩy. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm cái phần tìm cái ma trận A phẩy, ma trận chuyển vị của ma trận A. Thì ma trận chuyển vị của ma trận A thì được viết theo dòng và theo thứ tự là các cái cột của ma trận A. Cái 1, 2, 3, 0 nó chính là cột 1 của ma trận A này. Trừ 3, 1, trừ 2, 4 nó là cột 2 của ma trận A. 2, trừ 3, 4, 2 nó là cột 3. Và 1, 2, 1, K thì nó là cột 4 của ma trận A. Và đây là ma trận B. Như vậy thì theo cái công thức thì chúng ta thể tính nhanh được các phần tử thuộc dòng 2 của ma trận 2BA phẩy. Thì cái dòng 2 của ma trận này nó được viết dưới dạng đến là bằng 2 lần B dòng 2 và nhân với A phẩy. Thì chúng ta rút ra được cái nó bằng 2 lần rút ra được cái dòng 2 của ma trận B, tức là dòng 3 1 trừ 1 4, và chúng ta nhân với cái ma trận A phẩy. Và khi nhân ra thì chúng ta sẽ thu được cái kết quả đấy, chính là nó bằng 2 lần nhân với cả 2 18 7 4k cộng 2, và kết quả cuối cùng là 4 36 14 và 8k cộng 4. Thì cái cách nhân thì chúng ta nhân rất là đơn giản thôi. Chúng ta nhân cái dòng 2 của ma trận B với cái cột 1 của ma trận A phẩy thì chúng ta thu được cái phần tử là 2. 3 x 1 cộng 1 x 3 cộng với trừ 1 x 2 và cộng với 4 x 1 thì thu được giá trị là 2. Tiếp theo nhân cái cột này với cả cái cột thứ 2 của ma trận A phẩy thì chúng ta thu được cái giá trị là 18. Nhân với cột thứ 3 thì chúng ta thu được cái giá trị là 7. Nhân với cột thứ 4 thì nó là 3 x 0 cộng 1 x 4 cộng trừ 1 x 2 và cộng với 4 x k thì thu được là 4k cộng 2. Như vậy thì ở đây chúng ta có thể kết luận rằng ấy là các phần tử mà thuộc dòng 2 của ma trận 2 lần BA phẩy thì nó sẽ lần lượt là 4, 36, 14 và cái 8k cộng 4. Thì trong câu 1B, đề bài yêu cầu chúng ta tìm một cái hệ nghiệm cơ bản của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất mà nhận cái ma trận B làm cái ma trận hệ số. Thì khi đó chúng ta sẽ đi biến đổi cái ma trận B thì chúng ta sẽ thu được. Đầu tiên cái ma trận B nó có các dòng ở đây. Thì chúng ta thấy là trong cái ma trận này thì nó có chứa phần tử trừ 1 ở cái phần tử trên cùng bên trái, phần tử trừ 1 ở trên cùng này rồi. Thì đơn giản là chúng ta sẽ lấy trừ 1 chúng ta nhân và chúng ta đi triệt tiêu các cái phần tử ở phía dưới nó, chuyển thành cái phần tử 0. Và để làm được như thế thì chúng ta sẽ nhân cái dòng 1 với cả 3 rồi cộng dòng 2, và nhân dòng 1 với 4 rồi cộng vào dòng 3. Thì khi mà nhân dòng 1 với cả 3 rồi cộng dòng 2 thì chúng ta thu được trừ 1 mà nhân 3 nó bằng trừ 1 nhân 3 trừ 3 và cộng với 3 thì nó bằng 0. Tương tự chúng ta trừ 1 nhân 4 và cộng với cả 4 thì bằng 0. Và các phần tử khác thì chúng ta làm tương tự, 2 mà nhân với cả 3 là bằng 6, 6 cộng với 1 thì bằng 7. Tương tự trừ 3 nhân với cả 3 là bằng trừ 9. Trừ 9 trừ 1 thì bằng trừ 10. 2 nhân 3 thì bằng 6, 6 cộng 4 thì bằng 10 đây. Và làm cách tương tự cho dòng 3 thì chúng ta thu được một cái ma trận. Khi biến đổi sơ cấp thì chúng ta thu được một ma trận mà có hai dòng, dòng 2 và dòng 3 tỷ lệ với nhau. Thì khi có hai dòng 2, dòng 3 tỷ lệ với nhau thì chúng ta nhân dòng 2 với cả trừ 1 rồi cộng vào dòng 3, chúng ta thu được cái dòng thứ 3 toàn là các phần tử bằng 0. Và cái ma trận B sau khi biến đổi sơ cấp thì chúng ta thu được về một cái ma trận hình thang có hai dòng khác 0. Cho nên hạng của ma trận B lúc này bằng 2. Và từ cái ma trận hình thang ở đây thì chúng ta khôi phục hệ phương trình. Thì chúng ta sẽ thu được hệ phương trình nó có dạng như này. Đấy là trừ 1 x1 này cộng với cả 2x2 trừ 3x3 và cộng 2x4 nó bằng 0. 7x2 trừ đi 10x3 và cộng với cả 10x4 bằng 0. Và chúng ta chuyển cái các cái biến x3 và x4 sang phía bên phải. Sau đó thì chúng ta gán alpha mà cho x3 và gán beta cho x4, và với mọi alpha beta thuộc R thì chúng ta thế vào cái phương trình này và chúng ta giải ra được nghiệm x1, x2 theo alpha và beta. Như vậy thì
chúng ta kết luận được cái nghiệm tổng quát của cái hệ vi trình này sẽ có dạng là x1 nó bằng trừ đi 1/7 alpha trừ đi 6/7 beta, x2 là 10/7 alpha trừ đi 10/7 beta, x3 là alpha với x4 là beta, và với mọi alpha beta thuộc R. Và vì cái hạng của cái ma trận hệ số B nó bằng 2 nên là số nghiệm trong hình nghiệm cơ bản sẽ là 4 trừ 2 bằng 2 nghiệm. Trong đó 4 chính là số ẩn. X1, X2, X3, X4. Còn 2 lúc này nó chính là hạng của ma trận B. Và 4 trừ 2 thì nó chính là 2 nghiệm trong hình nghiệm cơ bản. Thì chúng ta cho alpha, chúng ta cho cái alpha nó bằng 1 và beta bằng 0. Chúng ta thay vào cái nghiệm tổng quát. Thì chúng ta thu được cái vector nghiệm P1 nó bằng alpha 1 và beta 0 thì nó bằng trừ 1/7, 10/7, 1 và 0. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ thay alpha 0 và beta bằng 1 vào cái nghiệm tổng quát. Thì chúng ta thu được cái vector nghiệm là P2 nó chính bằng trừ 6/7, trừ 10/7, 0 và 1. Khi mà alpha bằng 1 và alpha 0 và beta bằng 1 thì chúng ta thu được P2. Mà rõ ràng là chúng ta có thể thấy được là các cái vector P1, P2 thì có các thành phần tọa độ nó không tỷ lệ với nhau. Cho nên là hai vector này nó không tỷ lệ nên là P1, P2 nó sẽ độc lập tuyến tính. Và P1, P2 độc lập tuyến tính rồi nên là cái hệ P1, P2 lúc này nó sẽ là một hệ nghiệm cơ bản của hệ vi trình. Và đây chính là cái mà chúng ta cần phải tìm trong cái câu 1B này.